hàng tấn cá nhảy lên bờ biển Philippines sau trận động đất Nhật Bản. Trên mạng xã hội X, tài khoản có tên Jack Straw đã đăng tải video cho thấy hàng triệu con cá đã dạt vào bờ biển Maxim, Sarangani, Philippines lúc sáng ngày 7 tháng 1 năm 2024. Cảnh tượng này đối với nhiều người quả là chưa từng thấy bao giờ. Những người dân trong video lúc này cứ như là muốn thấy nước thì phải rẽ cá ra mới được. Camera zoom tới zoom lùi thấy toàn là cá, nguyên một góc biển không thấy một giọt nước nào. Người thì lưới, người thì bắt tay, đựng đầy cả thau. Tuy nhiên người dân ở đây vui thì có vui, nhưng mà cũng rất lo lắng rằng việc này có liên quan đến thảm họa động đất ở Nhật Bản ngày 1 tháng 1 trước đó. Vì hiện tượng cá nhảy hàng loạt cũng được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy sắp có động đất xảy ra. Có người cho rằng động đất ở Nhật đã gây nên hiệu ứng gợn sóng toàn cầu, vậy nên những con cá kia đua nhau nhảy múa và trôi dạt vào bờ biển Maxim cũng là điều không khó hiểu. Tuy nhiên cũng có người cảnh báo rằng, đừng quên vừa mới ngày 3 tháng 12 vừa qua, núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumatra của Indonesia phun trào, khiến 11 nhà leo núi thiệt mạng và ít nhất 12 người mất tích. Đầu tháng 12, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter cũng đã khiến khu vực đảo Mindanao, miền nam Philippines rung chuyển. Philippines nằm trên vành đai lửa, một vành đai núi lửa bao quanh Thái Bình Dương nên rất dễ bị động đất. Nên với hiện tượng trên, người dân tốt nhất là nên cảnh giác sau khi thu hoạch cá. À còn một chi tiết nữa rất đáng chú ý, đó là hiện tượng cá nhảy dự báo động đất cũng rất phổ biến ở Trung Quốc những năm gần đây.